Game Thủ Thành từ lâu luôn là dòng game nhận được nhiều tình cảm của game thủ với lối chơi đơn giản, mục tiêu rõ ràng và tính chiến thuật cao. Do đó, dù không có thời đỉnh cao, các game thủ thành vẫn chiếm được một vị trí trong thị trường cũng như trong lòng người chơi. Theo sự phát triển không ngừng của ngành công nghiệp giải trí, game thủ thành bây giờ cũng có thêm nhiều cải tiến, nhiều điểm nhấn thú vị hơn. Mới đây, một game thủ thành được tạm dương ra đời, kế thừa tinh túy của dòng game thủ thành truyền thống, kết hợp thêm nhiều cơ chế mới lạ. Từ game đấy có tên Ảo Linh Sư. Trò chơi sẽ ra mắt chính thức vào ngày 7 tháng 4 tới đây. Vì vậy, ngày hôm nay hãy cùng Game Hay tìm hiểu trò chơi này thú vị như thế nào anh em nhé. Nhân vật chính của trò chơi là một ảo linh sư đẹp trai, khoai to và có nhiều vòng theo. Đúng, các bạn không hề nghe nhầm. Vì những âm hồn bám theo chúng ta, họ được nhà phát triển gọi với tên cực kỳ sang chảnh, những linh tướng. Và có vẻ rằng hội còn sống mấy ông này toàn người máu mặt trong truyện cổ tích của Tàu Khựa. Đúng ra cái hội này chỉ được về nhà vào hôm rằm và đầu tháng thôi. Nhưng nhờ các ảo linh sư, họ được đi đi về về hạ giới như đi chợ. Đấy là cách nói văn hòa. Còn nói đơn giản thì chúng ta nhập vai vào một thầy cúng đồng Lào có khả năng lên đồng gọi vong mấy ông tướng Trung Quốc. Thường thì người có khả năng giao tiếp với linh hồn cực kỳ hiếm, nhưng thay vì mở mắt sạp bói toán đúng nhận sai cải rồi quay vài video đăng TikTok, người chơi lại gọi đội quân âm binh của mình đi đánh nhau với bọn ma quỷ khác để kiếm fami. Mỗi lần vào trận, nhân chính sẽ đứng trong một góc làm mấy trò thần thần bí bí, còn nhiệm vụ của tướng linh là bảo vệ thầy cúng tội nghiệp trước nanh vuốt của đầu trâu mặt ngựa. Gặp tôi sức mạnh này, tôi quay TikTok rồi, đánh giá thằng cha này hơi no. Đương nhiên là trong lúc hai bên đánh nhau, người chơi có thể ngồi ngó xem tướng nào đã hồi kỹ năng hoặc buông buông thì ném luôn thần khí ra để tạo lợi thế cho team. Trước khi đến với những cái cao siêu hơn, hãy cùng tôi nghía qua dàn linh tướng của game anh em nhá. Nhìn tổng thể thì nhân vật khá đông đảo, được thiết kế phong cách anime cute trên nền đồ họa 3D. Nam thì soái ca lạnh lùng, nữ thì xinh đẹp sexy. Nhưng nếu bạn là một sim chúa, bạn không nhất thiết phải nhớ hết mặt lẫn tên của toàn bộ nhân vật đâu. Chỉ cần nhìn xem ai có tâm hồn trong sáng to tròn là ném tất vào sân thôi. Bạn thấy gái xinh, bạn nâng tối đa rồi đưa ra chiến trường bêm nhau. Còn nếu bạn quan tâm chiến thuật thì các nhân vật trong game chia làm 4 class: đấu sĩ, pháp sư, sát thủ, xạ thủ. Ngoài nghề nghiệp thì linh tướng còn sở hữu một nguyên tố trong ngũ hành. Các nguyên tố này tương sinh tương khắc lẫn nhau. Ví dụ cơ bản, lửa gặp nước, lửa thua. Quá trời dễ hiểu, mỗi linh tướng đều sở hữu riêng một thần khí. Nghe thì đau to bố lớn đấy, chứ thật ra thần khí trong game là bất kỳ cái gì nhà phát triển thích cho vào. Từ mấy cái món hàng nóng như là cung, nỏ, dao mát, mã tấu, đến mấy món mà tôi chả biết dùng đánh nhau kiểu gì như là ô, đàn, quạt. Thậm chí có đứa còn lấy khăn che mặt làm thần khí. Nhưng mà không nên trông mặt mà bắt hình dong, vì hội người âm đánh nhau ảo lắm. Tên game là ảo linh sư, chứ không phải là thật linh sư đâu. Để tôi lấy ví dụ, bị cái điều bổ vào đầu liên tục như cái máy chém thì chỉ có mất vài chục máu, nhưng nghe tiếng đàn là ăn cả nghìn sát thương. Đúng logic mà, sát thương nội tâm cao lắm. Đồ đạc của những linh tướng cũng ảo chả kém vũ khí. Ông Nghệ cầm cung nhưng teo đồ toàn kiếm. Nhân vật đánh tay không nhưng lên đồ tàn mấy cây cung. Và ghê nhất, nhân vật không chân nhưng nhỏ chuyện vẫn cho đi giày. Nghe giống game của hãng ca nhạc nào quên tên này ta. Anh em có nhớ comment bên dưới hội tôi anh em nhá. Cảm ơn anh em. Bên cạnh ngoại hình bốc lửa, bạn cũng nên để ý đến phẩm chất của linh tướng. Chúng được chia làm nhiều mức độ khác nhau, từ đỏ tức là hoàng cổ, vàng thiên cực, tím địa lĩnh và thấp nhất là các phàm linh. Phẩm chất của tướng ảnh hưởng khá nhiều đến kỹ năng. Các linh tướng sẽ có một kỹ năng đánh thường, một kỹ năng nhỏ và một kỹ năng bị động. Linh tướng đẳng cấp địa linh trở lên sẽ có thêm một tuyệt chiêu rất mạnh, được đặt cái tên nghe cực kỳ hàm hố, đấy là băng triều, hỏa phụng, nghịch lân, đấm liên tục, u minh vạn niệm, chú lôi thần, truy kích vân vân. Tôi biết các bạn cảm thấy có gì đó kỳ kỳ, nhưng mà thôi kệ đi nha. Phàm linh thì không có tuyệt chiêu. Ngoài mấy chiêu thức của hội vong linh u hồn thì mỗi nhân vật sẽ có tầm đánh ngắn dài khác nhau. Có đứa sở hữu tầm đánh xa hàng triệu km, thoải mái đứng ngoài tỉ tỉa mà bọn quái vật không làm gì được. Nhưng không hiểu sao có vài ông linh tướng tầm nhìn xa từ nhà xuống bếp, đặt mấy ông nhầm chỗ là mấy ông đứng nhìn luôn, chả hại được ai. Nhưng cũng may là game này hiển thị tầm đánh để tránh tình trạng nhà quê cho người chơi. Khi đã có một lượng tài chính dư giả, thường thường là do bạn nạp lần đầu, đã lúc bạn tìm cách sở hữu thêm nhiều linh tướng trong game. Và trong tựa game này, anh em có hai cách để kiếm được nhân vật nhằm bổ sung bộ tập của mình. Cách thứ nhất là đi làm nhiệm vụ, chơi event, tích góp chắc kêu nha nông dân chăm chỉ. Và cách thứ hai là gacha. Nói gọn thì chăm chỉ đi cày hoặc đi đánh bạc, hoặc chăm chỉ đi cày và đi đánh bạc. Kinh nghiệm cho bác nào đam mê bộ môn đỏ đen học thì trước khi bán mình cho cờ bạc, hãy chọn khoảng thời gian phong thủy nhất đi chùa khấn vái kỹ lưỡng đàng hoàng, sau đó chọn thằng bạn nào số đỏ nhất nhờ nó quay. Bởi vì có đi chùa các bạn không đỏ hơn nổi đâu, đen quá rồi. Và nếu thằng bạn nó cũng không quay ra thì quyết định onin là ở các bạn. Nếu lần đầu mà anh em đã roll ra vài linh tướng hoàng cổ hoặc là thiên cực thì xin chúc mừng bạn. Bạn sinh ra phải đi lùi mới tới vạn đích. Còn nếu không may quay dí ra đèo thì cũng không sao. Hãy luôn nhớ rằng ngã ở đâu gấp đôi ở đấy, còn thở là còn gỡ. Game cũng khá trang phục đẹp. Nếu như bạn may mắn gacha đã tướng ngon, cố gắng mua cho em nó vài cái skin nữa, sau đó lên group đăng em chậm nhất group này. Cú pháp đấy, cứ làm theo là auto có tương tác. Và nhớ mua cả skin cho phù bảo siêu cute anh em nhá. Rất nhiều lần bạn bỏ ra hàng tiếng đồng hồ ngồi trong hoa mặt trời, đậu và óc chó trong Plan vs Zombie thì bạn cũng không còn xa lạ gì với lối chơi dòng game thủ thành, đúng chứ? Ảo linh sư vẫn giữ nguyên tính chất chiến thuật của dòng game Tower Defense truyền thống, nhưng bên cạnh đó game có rất nhiều tinh chỉnh cải tiến và một ảo linh sư nguy hiểm luôn biết cách tận dụng tối đa thiên thời địa lợi trong mỗi màn chơi.
Khởi đầu trận đấu, người chơi được ném vào một bản đồ có địa hình, vị trí đặt tướng và hướng di chuyển kẻ địch khác nhau. Sẽ lúc bọn quái đi lòng vòng 36.000 dặm mới nhìn được mặt chúng ta, nhưng cũng lúc bọn nó đi thẳng tới, gõ dép đầu bạn cái, rồi tụi nó đi luôn. Để tránh tình trạng này, người chơi đặt vị trí lên tướng hợp lý, phù hợp với tầm đánh và ý đồ chiến lược. Hoặc bạn cũng có thể thích xếp gì thì xếp nếu bạn là người chơi hệ nạp và bạn quá mạnh. Một sàn đấu thường sẽ có 6-7 chỗ để bạn triệu hồi các linh tướng. Số lượng và vị trí đặt linh tướng cũng thay đổi theo từng màn, yêu cầu người chơi phải động não ở mức nhất định nào đấy. Trong chế độ tái hiện ác mộng, số lượng linh tướng mang theo cũng bị giới hạn, và bạn không thể nào gọi tất cả ra ngay như bình thường, mà phải gọi từng linh tướng dựa trên lượng hỏa linh mà tôi không biết khi nào nó mới đầy. Một thử thách rất lớn cho dân chơi hạt cò. Một thứ nữa ảnh hưởng rất lớn gameplay là phản ứng nguyên tố trong game. Sau 12 năm ăn học, đến giờ tôi vẫn không thể nhớ được bản tuần hoàn hóa học nó nhìn như thế nào. Nhưng đấy là hóa học, còn đối với tựa game này, bạn chỉ cần bị đám yêu ma quỷ quái trong ảo linh sư đấm cho vài nhát là bạn sẽ thuộc lâu lâu mọi phản ứng nguyên tố trong game. Thủy cộng hỏa thì bay hơi, thủy cộng lô thì dẫn điện, thủy cộng phong thì khiến bạn bị rét, thủy cộng natri. Các phản ứng nguyên tố không chỉ dừng lại việc kết hợp đòn đánh của các linh tướng mà còn bị khắc chế bởi nguyên tố của kẻ địch. Các phản ứng nguyên tố yêu cầu một khả năng xếp bài và tính toán di chuyển hợp lý. Chưa kể, nếu số lượng nguyên tố trên sàn đạt đủ điều kiện, các bạn có thể kích hoạt hệ thống hoa nguyên tố, mang lại lợi thế cực kỳ lớn cho bạn trên sân. Như tôi nói, ảo linh sư là game thủ thành, kết hợp đấu tướng nên ngoài lối chơi thủ thành, nó cũng có cho mình vô số chế độ chơi khác trong game. Thất diệu địa bàn, nơi bạn bị một con yêu quái to ơi là to đấm, còn đám lâu la của nó cũng đấm bạn nốt. Diễn võ đường, nơi tôi và anh đôi người xa lạ từ phương trời chẳng hẹn quen nhau, nhưng gặp cái đánh nhau một mất một còn, rất phù hợp dành cho cao thủ chán đánh máy chuyển sang đánh người. Và trong chế độ này, game đổi từ thể loại thủ thành sang đấu tướng. Đã khá lâu rồi thị trường Việt Nam mới đón nhận một sản phẩm mới mẻ như ảo linh sư. Đây là tựa game được tạm dương được đánh giá rất cao đứng nước tỷ dân, trò chơi hứa hẹn đem về làn gió mới cho game thủ Việt Nam. Ảo linh sư sẽ được công ty Gosu phát hành chính thức vào ngày 7 tháng 4. Tham gia đua top còn có cơ hội nhận được iPhone 14 Pro Max, hoặc nếu bạn không phải là Apple Blue, bạn mới có lựa chọn Samsung Galaxy S23 Ultra. Nếu bạn đã muốn có một trải nghiệm mới lạ, lối chơi cũng hút và một chút Weibo, ảo linh sư chắc chắn là cái lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Còn bây giờ video hết rồi mấy ba. Nếu thấy video này hay và giải trí, đừng quên like, share cũng như đăng ký kênh Game Hay để không bỏ lỡ bất kỳ video tiếp theo. Tôi Lữ Văn Minh, xin chào và hẹn gặp lại. Swear to God, I've been at it for a minute. Climbing to the top and this music was my ticket. Found a way to grind, turn a passion to a business. No limit, I'ma get it, having millions as a witness. I'm addicted to winning, living up every single day. I'll be fighting and building up in a million different ways. I don't think I can stop, I think I need the chase. I love the race and I'm running till I'm first place.